Rồi bây giờ vô ăn hủ tiếu, nha anh em, vịt Hoàng Anh nha. Đây là ăn hủ tiếu vịt nha anh em. Tiếp tục đi săn tiếp nha anh em. Hủ tiếu này tới cả anh em. Ôi ăn rau rồi kìa. Ăn rau kia thế rồi. Có ăn rau mới được. Ờ. Quá ngon mà chưa ăn miếng ngon. Chưa ngon rồi. Thử miếng miếng này ngon. Chớ nắng quá vậy. Ngon. Ngon. Mình ăn xong rồi đi tiếp nha anh em. Ừ. Rớt. Rớt anh em. Rồi. Rớt cho em, rớt đó kìa. Đi lên đây cần cầu móc kìa. Cái con gì đây? Cái con mịt cóc quá. Nó nổ thì ghê không? Chắc mình bị cóc lên nè. Chắc mình chụp cóc quá. Nên cậu kiểu luôn. Cái bịp em, cái bịp cốc quá. Nó nổ hết hồn vậy chứ. Kiểu nó rồi. Cái này có con câu lợi hại lắm nha anh em. Em đi câu thì nhớ làm, thì bắn kim nhớ làm cần câu kìa nè, đụng kim khỏe lắm. Ồ đẹp quá. Con này con vịt cóc anh em. Cái cụp rồi. Con này thịt ngon lắm. Đẹp quá ha. Tiếp tục cho anh em. Rớt. Cái cước. Cái cước rồi. Rút rồi. Chết rồi. Chết rồi. Đâu cho khỏi con. Phước anh em. Khóa không? Tiếp tục cho anh em. gớt. Dạ mới lúc em Hoàng Anh ơi. Hoàng Anh. Cò. Lấy câu nè. Lấy câu là được. Kìa kìa, anh em thấy không? Nó gỡ xuống này nha. Còn trên cây. Mà đem theo một câu đi cho chắc cú. Thấy không kìa, toàn đen đó. Thấy không? Hả? Đó bên khỏa. Chứ còn gì? Lép hả? Hoàng Anh qua lụm nha anh em. Lấy cần câu kéo ra giật nó lên lôi lên luôn á, quay về lưỡi qua giật nó một cái một là lôi vô khỏi chòm. Rồi rớt Dũng rồi. Gãy cổ. Rút cái cần câu Hoàng Anh lòn vô cái cánh đó, rồi cần cổ nó giật cái một cho lưỡi câu dính đó Hoàng Anh. Nó thấy không? Rồi. Móc có lưỡi câu á, cứ móc nó vô cái quay rồi con giật mạnh cái dính là dở luôn à. Vậy rồi nhẹ nhẹ cũng dính luôn rồi. Coi lời nào lụm được nha. Có cái về lưới câu đó đó. Đó. Thấy không? Móc vài lưới câu đó là nó ok à. Dính luôn không? Tiếp tục các anh em. Trước. Cái gì? Banh luôn hả? Cái gì chống nổi? Quá. Ngay đầu luôn à. Tiếp sọt luôn. Vô chống đi. Hay quá anh em ơi, kìa. Chớp chớp ra thấy anh em. Hay quá anh ơi. Đó, rớt xuống. Lấy câu không? Hả? Được chưa? Đâu rồi? Tới số nổ cái cốc cái trời. Ngay cái đầu luôn rồi. Cái đầu không? Cổ Hoàng Anh bắn anh em ơi. Xa lắm nha anh em, tầm 30 mét anh em ơi. Kiếm 5 con gì chiều khỏi làm anh ơi. Kiếm được 5 con chiều nay nước khỏi nên làm. Mập ra. Ra đây. Ủa nặng chịch luôn anh em ơi. Cò. Quá tê. Hay quá Hoàng Anh ơi. Này anh chạy cho em cái bắn nha Hoàng Anh. Không phải theo anh lụm chứ. Chưa. Ok rồi đó. Con cò bay lá bay lá. Xong cái em.